bệnh viện gì đâu mà thiệt á, trời ơi khổ ghê vậy đó. Là ngày nào cũng làm như trâu như bò, mà con người chứ phải trâu bò đâu mà làm hoài, biết mệt biết nghỉ. Khám bệnh đi, khám bệnh đi. Cái gì mà la như là chợ siêu thị ở ngoài kia vậy, cái là cái bệnh viện chứ đâu có là cái chợ đâu, mà la cái gì mà dữ vậy? Tới lúc người ta không làm thì nói người ta, tới lúc người ta làm thì nói đó nè. Thấy chưa, gì đâu, mở cửa cho tao vô khám bệnh đi. Thì từ từ chứ làm cái gì mà dữ vậy, một ngày người ta làm bao nhiêu con người, chứ phải trâu bò đâu làm hoài biết mệt biết nghỉ. Trời ơi, đợi từ nãy giờ rồi. Mệt ghê vậy thiệt á. Người này ghê à, bệnh hoạn chứ có phải chết đâu mà làm cái ghê vậy. Đi đâu như ma đuổi vậy trời. Có bệnh nhân mới chết. Hả? Sao cái miệng lưng dưới vậy? Ghê quá. Trời ơi cho vô đợi nãy giờ mới được vô. Chó dạ. Kêu nó là chị đúng không? Em đừng có náo loạn cái khu này nha. Người ta là bệnh viện rất là cần trật tự, em yên lặng đàng hoàng đi. Em nóng lắm rồi, đợi sáng giờ tới lượt em khám bệnh nào cho khám đi. Em số mấy mà em nói? Em số 4. Em số 4 mà tới số chưa? Đúng không? Em đã tới số chưa? Chị hỏi kỳ, em vô khám bệnh mà hỏi tới số chưa là sao? Thì đó, em mỗi một cái bệnh là người nhân người ta phải lấy một cái số. Mà bây giờ em tới số chưa mà em đòi vô khám? Tới số là em phải vô trong kia kìa, như hồi nãy đó. Thôi chị đừng có nói cái từ nó ghê quá hả? Bây giờ tới số chưa? Chưa đúng không? Khi nào kêu 4 thì em hẳn lên, đúng chưa? 4 mới lên, nghe nha, nghe chữ 4 rồi mới lên. Rồi, ok. Đừng có quá đáng, cái bệnh viện người ta phải có trật tự nha em nha. Rồi, số 5 lên đi anh. Ê, cái gì kỳ vậy? Cái gì? Tự nhiên số 4 không kêu số 5 là sao? Em phải biết cái bệnh viện này người ta đi theo một cái số thứ tự là từ cao tới thấp, nghe chưa? Người ta đếm theo chiều kim đồng hồ nha. Ủa, cái gì vậy? Ủa chị, quên cái chiều kim đồng hồ người ta đi là 1, 2, 3, 4, 5, chứ có cái đồng hồ nào mà đi 5, 4, 3, 2, 1 không? Chị là đồng hồ cát em. Chị lặn qua, chị lặn lại, vậy em có chịu thì em khám mà không chịu em đóng tiền nhiều ra bệnh viện tư đi nha. Baby đeo dây xấu mặt như con gấu nha. Nghe 4 rồi em lên, đồng ý không? 4 rồi là lên. Nhớ nha, không có nhào như vậy nha. Bành văn 4. 4. Hãy giờ mới nghe 4. Chị kêu bệnh nhân tên 4 nhưng người ta số 5 không phải kêu số 4. Happy New Year em. Tên 4 lấy số 4, đi tên 4 lấy số 5 chi cho cực chứ không biết nữa. Bành văn 4. Bé. Gì? Ở nhà tôi á, người ta thường gọi tôi tên Tư. Vậy kêu 4 phải tôi không? Tư là 4 đó ông nội. Trời ơi, vô đây còn bị đặt của bé nữa trời. Vô khám lẹ cho ta khám kìa. Vậy hả? Trời ơi, lẹ đi bao nhiêu người chứ có phải một mình đâu mà cái gì vậy? Đi lẹ lên. Trời đất ơi, đi khám bệnh chứ phải là mình nè. Ngồi đi. Dạ. Bệnh nhân mà đi cái gì một ngày người ta bao nhiêu con người chứ. Đi cái gì mà cà rề làm cái gì vậy? Dạ tại tôi thấy nữ bác sĩ la quá. Dạ sợ. Làm gì tôi la? Tôi làm cái gì mà tôi la anh? Tôi có la vô mặt anh chưa? Chừng nào tôi chửi vô mặt anh đi. Đúng không? Thí dụ mà tôi chửi vô mặt anh à, thì anh hẳn nói tôi chưa chửi anh mà. Tôi quá lịch sự với mà phải không? Anh vô bệnh viện cho mà cha mày á, người ta đâu mà nói quá vậy. Anh khát thì anh phải nghe lời người ta chứ, mắc cười quá anh biết bệnh gì mà anh la làng. Mệt ghê hả? Bệnh gì? Trời ơi, ho vô người người ta quá bên kia. Cái gì vậy? Ôi. Trời ơi, tự nhiên vô đây ông này ho cái muốn đi toilet liền luôn kìa. Trời ơi, vô gì sợ. Bây giờ bệnh ho phải không? Trời đất ơi, không nói sớm, bực mình ghê vậy. Ho thì vô nói lẹ nè, cầm cái bịch này về, ngậm, đóng tôi 50 ngàn. Ủa này là gì bác sĩ? Trần Bi. Dạ không phải. Dạ tôi sợ quá, tôi sặc rồi mới ho vậy chứ tôi không có bị ho. Tại sao người ta hỏi bệnh gì ho sặc sụa, bây giờ không bệnh ho là làm sao? Anh rất là phiền. Người ta làm bao nhiêu con người, bây giờ anh bị cái gì nói ra ngay. Dạ tôi mắc. Đi mắc đi toilet đi ông nội ơi, nói nghe làm cái gì. Đi. Dạ. Ê, không phải. Cái gì? Dạ bị mắc. Bị con mắt. Phải dùng cái não mình để nói chuyện anh à. Bị con mắt, nó khác với bị mắt nha. Dạ. Tôi làm tôi rất là hoang mang anh dạ. Hiểu không? Mắt làm sao, nói. Dạ, báo cáo với bác sĩ. Dạ, hồi lúc trước tôi khám một lần rồi đó. Thì mắt tôi kêu là bị diễn thị. Đó rồi, chả khám lần sau là không bị cận thị. Còn cái gần đây nhất nè, đó là kêu tôi bị loạn thị. Giờ biết khám lần này bị gì đây nữa. Tôi chắc chắn là em bị siêu thị. Là hiện nay cái con mắt của anh đó là nó bị siêu vi, nó bám vào nên nó càng ngày càng mờ, anh hiểu không? Dạ. Thì bây giờ là mắt mờ đúng không? Dạ. Rất đơn giản, tôi khám ngay. Cái chuyện mắt mờ này rất là dễ nha. Dạ. Rồi, bây giờ anh đi chụp hình phổi giùm tôi.
Gì bác sĩ? Cái gì cưng? Con mắt tôi có liên quan gì tới cái phổi rồi tự nhiên? Anh phải hiểu một cái điều là tôi đang tình nghi là anh hút thuốc quá nhiều. Bây giờ cái phổi anh nó to, nó phình đại rồi nó chèn lên cái dây thần kinh mắt nên mắt mờ, đi chụp hình phổi cho tôi. Vậy vậy nói thiệt với bác sĩ, tôi không hút thuốc. Cái gì? Tôi bỏ thuốc lâu rồi. Không hút thuốc. Anh nói cái gì? Không hút thuốc. Anh chính vì anh không hút thuốc nên phổi nó mới thèm, nó phình to đó anh. Anh thử ra nó chèn dây thần kinh mắt rồi đi khám phổi đi, nghe lời tôi đi. Dạ. Rất là tốt cho anh nha. Dạ, khám phổi hả? Ừ, vô phòng số 8, đóng 100.000. Dạ, khám phổi. Khoan anh, dạ. Nghe nè, tôi quên nha. Đi dạ. Nội soi dạ dày luôn đi. Ôi, mắt mà đâu có dính líu vậy tới dạ dày. Có anh à, tôi đang tình nghi anh ăn uống không điều độ. Hiện nay anh đang bị loét bao tử nha, ảnh hưởng tới con mắt nhiều lắm. Dạ bác sĩ ơi, tôi thiệt bác sĩ nha, một ngày tăng tới 7 bữa lần á. Anh là bò hay gì mà ăn dữ vậy anh? Ngày ta ăn có 3 bữa, anh là thú vật gì mà ăn 7 bữa trời. Ăn như vậy không tét bao tử thì thôi, đi khám nội vô dạ dày là đúng rồi. Dạ nó sao dạ dày nữa. Đúng rồi, chưa anh, xin lỗi, dạ. Còn thiếu xét nghiệm máu nha. Cái gì? Dạ bác sĩ ơi, trời ơi, cái mắt tôi mắt mới gì mới xét nghiệm máu. Trời ơi trời, hồi lần trước cũng vậy nữa, tôi bị sổ mũi tôi cũng xét nghiệm máu làm sao. Anh kỳ quá, tôi xét nghiệm máu là đang rất là tốt cho anh hiểu không? Anh đi khám nhiều cái nó rất là khổ, thì bây giờ tôi cho anh đi xét nghiệm máu, nếu như lỡ anh phát hiện anh bị suy đa vậy làm chờ chết không cần khám nữa. Đúng không nào? Trời ơi, mỗi lần mà xét nghiệm máu tôi cảm giác như là hiến máu vậy. Lấy ông nào ông lấy quá trời. Thôi tôi không xét nghiệm máu nữa. Bệnh nhân mà than nhanh bệnh viện không ngóc đầu dậy nổi nha. Anh đừng có than vô khám, đừng có than không xét nghiệm máu đúng không? Dạ. Nói để người ta giải quyết rất đơn giản thôi, đi siêu âm tim. Ủa thì tim sao mà dính tới mắt mà mắt dính tim? Thì tim nó điều hành máu, anh ngộ ghê. Nói một hồi tôi cho anh qua khám qua khoa tâm thần đó nha. Đi qua khoa tâm thần luôn đi cho tụi nha. Anh phải hiểu là anh đi một hồi anh không định ra được cái bệnh thì anh sẽ hoang mang. Khi anh hoang mang anh sẽ không còn là anh nữa. Một lát anh sẽ bị tâm thần. Trời, lâu lâu mới tới được bệnh viện, trời nhiều khoa lắm, khám cho biết với người ta không nội. Trời ơi, tại sao? Tại sao mà mắt bây giờ chuyển qua tâm thần? Rồi tim gan phèo phổi là sao? Là sao? Cái mặt vậy mà không chịu khám khoa tâm thần nào. Đừng có cãi chế, chế nói là đúng thôi, vô khám đi cưng. Vô giùm em đi anh, đi, ngay phòng số 800.000, đóng em đi. Ê, mấy đứa, ra dẫn bệnh nhân dạ, vô đi cô. Cô. Đi. Dạ con. Dẫn đi gì, dùm gì bậy đi con, dẫn dạ, đi dạ, dạ. Vô đi con. Đi đâu, đi đâu? Anh là nhân viên bệnh viện luôn hả? Điều dưỡng anh. Ngoài gì bạn? Cho mình biết cái phòng số 8 nằm đâu. Đi thẳng quẹo phải. Trời ơi, biết rồi, đi thẳng quẹo phải nhưng mà nó tắt tám ngõ lần. Xin lỗi, nói vậy sao mà hiểu được. Dạ, dạ. Nói rõ ràng mới hiểu ha. Dạ, dạ. Đi thẳng. Dạ. Biết đi thẳng không? Dạ, biết. Quẹo phải. Dạ. Con đi. À, con dạ. Ơi, cho chú hỏi cái phòng số 8 nằm đâu ạ? Dạ, phòng số 8 hả chú? Dạ, dạ. Dạ, chú đi thẳng quẹo trái. Ở đây khám bằng cái tâm. Tâm bệnh nhân sáng, tự nhiên thấy cái phòng à. Dạ. Sao bên đây đi quẹo phải đi quẹo trái mà nó tám ngõ lần dạ, sao quẹo trái lần con là... thì không thính, con không có đeo vòng vòng. Dạ. Con nói thẳng cho chú dễ hiểu nha. Dạ, chú nói đi. Bây giờ chú đi thẳng quẹo phải một hồi chú cũng phải quẹo trái. Dạ. Mà chú đi thẳng quẹo trái một hồi chú cũng phải quẹo phải, tóm lại chú quẹo trái rồi chú quẹo phải, chú quẹo phải rồi chú quẹo trái, trái trái phải phải hồi chú cũng phải quẹo thôi. Đi hồi thấy cái bảng có để phòng số 8 mà quẹo vô. Dạ. Dạ. Làm như mình bị tâm thần thiệt rồi á. Dẫn tới nơi tới chỗ luôn đi ha. Dạ. Chắc ăn đi, mắt cứ bị lộn xộn á. Cần gì chỉ? Dạ. Dạ phòng số 8 trước mặt chú kìa. Vậy đi khám mắt là đúng rồi, nó nằm trước mặt mà đưa nó 50 gì. Đi vô. Ôi sao ngu. Dạ dạ dạ. Ê chú tao mà vô kia cái mày. Trời ơi, đúng là bệnh viện này thiệt á. Ăn đồng chia đủ mà. Dài đỏ tôi lấy 50. Bây giờ số 8 trước mặt nè. Đúng là tôi bị mù tôi mới vô cái bệnh viện này. Anh ơi, anh nói nghe nè, anh đừng có nói như vậy nha. Bị mù vô bệnh viện này là cái gì? Nói vậy là đi ngược cái kèo của người ta. Anh thế nào cũng sẽ gặp lại tôi. Tất cả bệnh nhân khám xong trong cái bệnh viện này ra đều nói đúng có một câu thôi. Dạ câu gì? Có mù mới vô bệnh viện này khám á. Vô chán hết trơn. Chế em. Angela baby, qua đây cưng. Hồi nãy tới giờ định ra đây 8 giờ chế mà bận quá trời bận luôn. Ê, thấy ra thấy cái canteen em ăn chưa? Chế chưa. Ăn rồi. Ủa ăn rồi hả? Trời dễ thương lắm, có bún tôm á em. Rồi bún tôm mà nấu với thịt cua ngon lắm. Trời,
con tôm mà nấu cua hả? Ờ, dễ thương em, trời chị thích ăn dễ sợ luôn, chị ăn giò, chị ăn ba tô. Trời ơi, ăn ba tô. Trời, em biết cái chỗ mà bán chè cái bên không? Biết, chè khúc tạch đó. Trời ơi, chị thích dễ sợ, trời. Chị tới đó nhìn nó dơ quá, chị ăn chè ba màu. Trời ơi, chị mê dễ sợ em. Mà chị thích ăn uống lắm em. Em, bữa nay em có trực hả? Trời ơi, trực ở trong kìa. Mở mà sáng giờ biết sao không? Em đốt nhang. Đốt nhang cho gì em? Biết sao không? Mà sáng giờ chết quá trời luôn. Trời ơi, bệnh viện càng ngày càng chết nhiều hả em ha? Không mà không cứu được ai sao? Mà kỳ ghê, làm như nó chết đại trà hay sao không em? Bởi vậy chết là kỳ ghê vậy. Em, ê, hồi xưa em chị đâu có thấy em làm đi đâu, xem làm em mới chuyển qua mà chị thích em ghê á. Trời ơi, mới chuyển qua gặp chị lại thấy hợp liền. Trời ơi, phải đến với chế, em phải tới với chế thôi. Chứ sao nữa? Đi sao? Ủa mà sao vô bệnh viện này hay vậy? Để kể cho nghe. Em nói thiệt, em gặp tai nạn nghề nghiệp chị ơi. Có kể gì nghe coi. Đó em làm. Đấy đấy. Sao? Nói cái gì tai nạn được, nói lớn mà kể chị nghe. Bị gì vậy? Em nói chị nghe, đó em làm bệnh viện ở trên kia kìa. Cái em đang làm đó, cái con cái bệnh nhân đó đó, bị rắn cắn. Chết cha. Mà chị biết rồi đó, rắn cắn là mình phải bịt lại. Nọc chạy về tim. Chứ nó phải vậy, ví dụ cắn ngay tai. Đúng rồi. Mình phải cột ngay đây. Hay quá. Để cho chặn lại không cho nó không chạy. Không cho nó về tim, đó. Đúng, em làm như vậy là đúng đó, rồi, đúng rồi. Nó cắn ngay đây là mình phải cột ngay đây. Chính xác. Nó cắn ngay chân mình phải cột ngay đây. Đúng rồi. Đúng không? Mà ác nghiệt. Ác nghiệt chị ơi. Sao vậy cưng? Con rắn nó chơi em. Sao vậy? Cái rắn gì mà chơi em? Trời ơi, nó cắn tôi nghiệt lắm chị. Cắn sao cưng? Nó cắn ngay đây. Hả? Rồi cột đâu em? Em phải buộc ngay đây. Ồ, đúng chỗ rồi đó. Đúng không? Tới đây thì nó mới không về tim được, đúng rồi. Đúng rồi chị, em buộc quá, bệnh nhân chết chị ơi. Chết cha. Buộc mà nó lè lưỡi, nó bị ngộp thở, nó không thở được, nó chết. Chết xong mới phát hiện ra là đó là con rắn nước không có độc. Ồ, như vậy là em cũng từ bi ghê chứ. Em đau lòng lắm chứ. Trời ơi, thật ra là em á là tại vì là em bất cẩn thôi, còn chị thực sự đang mới đúng là tai nạn nghề nghiệp. Thực ra là ngày xưa đó là chế làm việc rất là kỹ lưỡng. Chế là ví dụ nha, bác sĩ dặn cái gì nghe là chế không bao giờ trễ hẹn đâu. Đó chỉ là chỉ là sai ngày thôi. Trời. Thì giống như hôm bữa đó, bực dễ sợ luôn. Giống như là tự nhiên bác sĩ dặn chế là hả, đi vô cho cái bệnh nhân ở giường số 9 uống 2 viên thuốc. Bực ghê, chứ không rõ ràng. Chế vô cho bệnh nhân ở giường số 2 uống 9 viên. Trời ơi. Trời ơi, uống xong cái mửa mọc nó bò, rồi nó giật quá trời không em. Bà đâu có cho uống gì đâu, uống thuốc sổ mà làm thấy ghê à. Trời ơi, bà khát con tôi nó mà nói. Trời ơi, chế bực lắm á, chế nói thiệt á, bởi vì trời gì kỳ ấy. Trời. Bệnh viện rồi về tới tôi khám chưa? Cái gì? Bệnh viện đâu mà vô toàn nói chuyện riêng không, không nói chuyện gì hết, không khám cho ai hết vậy? Tới số chưa? Ê, tôi kỳ cái từ đó nha, tôi nói thiệt, tôi không cần biết làm gì mà bệnh viện vô nói chuyện riêng là thấy cái kiểu làm việc nè, cái kiểu làm việc quan tâm nè. Cái gì? Nói gì? Nói gì chị? Nó mới chửi mình mà nó mà nói gì đó. Gì? Nói gì? Thì đó, cái bệnh viện mà cái kiểu làm việc mà kỳ cục mà không có trách nhiệm đó. Quan liêu ba ơi. Trời ơi, quan liêu nó không biết chửi, nó chửi tôi quan tâm, trời ơi trời. Trời ơi, nó vuốt mà mày đặt chửi người ta. Trời bà đi. Tôi không biết nhưng mà tôi thấy cái kiểu làm việc này tôi bực bội rồi. Bây giờ tới tôi chưa? Tới số em chưa? Em số mấy? Số 4. Số 4 khi nào kêu tới số thì mới vô, đúng chưa? Em ơi, ở đây ai mà cũng như em, cái bệnh viện này loạn lên á cưng. Tới số đi. Rồi người ta kêu vô. Rồi ngồi xuống nè. Bệnh hoạn thôi mà, có phải chết đâu mà làm thấy ghê vậy. Ngồi xuống đàng hoàng. Rồi, em số mấy? Số 4. Số 4 đúng không? Đó, thà vậy nói chị hiểu. Số 6 vô đi em. Đấy. Gì kỳ vậy? Hồi nãy bệnh viện này nói là số đếm ngược là số 5 phải tới số 4 chứ giờ sao tới số 6? Em phải hiểu là số 6 người ta tới trước em rất là lâu rồi. Giờ bận câu chuyện người ta phải đi, giờ người ta phải về, người ta phải ưu tiên cho người ta chứ người ta là khách VIP mà. Bây giờ là tới chen số 6 vô là tới tôi đúng không? Dĩ nhiên là tới em. Được rồi. Tôi đi toilet xong tôi quay lại. Này nó thích đi toilet nha. Chị đừng cho khám. Sao? Chiều hãy cho nó khám. Sao mà khám được, em nó chửi chị quá mà. Sáng giờ nó chửi chế vô là chửi nó chửi cho nhục luôn á. Chế, chiều hãy cho nó vô nha. Chiều em trực. Ủa, chiều em trực hả? Em trực. Đưa vô phòng em nha. Đưa vô phòng em. Em chích banh van luôn. Thương ghê vậy, nhỏ này được cái đáng yêu nè. Hợp dáng tôi. Trời ơi trời, cái bệnh nhân số 6 nó kêu hoài không vô vậy trời. Bực mình ghê à. Có nghe kêu không vậy trời? Một ngày người ta làm bao nhiêu con người mà đi cà rê cà lê cà mê mà. Trời ơi, đàn ông bẩn áo hình xương xa học lụ. Nó điên ghê vậy thiệt, đàn ông như bóc vậy thiệt á. Nó điên ghê vậy. Một ngày khám bao nhiêu con người, tên gì? Nhà tôi bác sĩ chứ phải là bạn anh nha, kêu ê nha. Tên gì?
Cái gì? Tên gì? Như học mẫu giáo vậy, AI cái gì ở đây trời. Anh có biết trả lời tiếng Việt hay không? Tôi hỏi anh tên gì? Có phải cái tên trong này không? Đó, viết vậy thôi đó mà thích hỏi cho trả lời cho vui gì đó. Nói điên à, bực mình. Vô đi khám cái gì đâu mà. Nghe gì vậy? Chế ơi. Cái gì? Ông này ông làm nghề gì mà hồi nãy giờ không trả lời tôi bực ghê, tôi khám bệnh mà. What's up man? Gì vậy bé? Gì vậy? Trời, em đừng nói chủ nợ nhà em nha. Trời ơi. Cái gì vậy Phương? Chế ơi. Cái gì vậy chế nghe? Chết rồi. Cái gì? Trời ơi chế ơi. Chủ nợ hả? Nghệ sĩ. Trời, bị gái là hết hồn à. Nghệ sĩ mà nó làm như thế ghê vậy. Trời, em mê nghệ sĩ. Trời anh ơi, em mê anh lắm luôn á. Em coi trên tivi á, em thấy anh là em cười à, cười muốn banh ruột luôn anh. Ủa, đóng hề hả em? Dạ dạ, anh ơi. Ồ, mấy hề hay mập quá ha, nhìn kỳ. Anh ơi, em thích mấy vai của anh đóng lắm, anh đóng vai sư nữ quái đúng không? Em mê cái phim lắm, phim đó em coi em cười quá trời cười luôn. Anh đóng tài cho điên đúng không? Tài cho điên đúng không? Đơn duyên hả, tài cho điên, nhìn mặt là biết giống vui chó. Vui lắm, em coi là em vui, em coi là em cười à. Anh tên là Minh Nhí đúng không? Phải Minh Nhí không? Nhí lùng, tôi cao mà. Đúng rồi, Minh Béo. Phải không? Ơi béo nó mạp. Em ơi, cái tướng ông này, anh nhớ nè. À, chế nhớ rồi. Chế nhớ hả chế? Hồng Vân đúng không? Đúng không? À chế ơi, Hồng Vân. Ý, lột, đây, khỏi nói, biết rồi. Trong giấy tôi ghi, chí tài. Trời, đúng rồi. Tôi mà không cản Lan Nguyễn này nó hồ hà luôn á. Trời, chí tài đúng rồi, em mê chí tài lắm. Anh chí tài em mê anh lắm. Em cũng mê anh Hoài Linh nữa, nhưng mà anh Hoài Linh em mê hơn. Chụp hình đi em, chụp hình. À đúng rồi, chụp hình đi, chụp hình đi. Chụp hình chế đi. Chế. Chụp em tấm hình đi chế. Diễn hề hả? Dạ đúng diễn rồi. Diễn hề phải không? Dạ đúng. Ê, nó nghe nè, diễn hề nó nghe nè. Ủa rồi tháng kiếm nhiêu? Trời. Hả? Vô duyên quá vậy. Sao vậy? Chuyện tế nhị mà tự nhiên hỏi tháng kiếm nhiêu. Mà như anh xô nhiêu vậy? Trời, mày cứ như tao thôi. Trời ơi, có duyên ghê. Có hỏi nhiều khi. Chụp hình đi. Cho em chụp tấm hình đi em. Đau cổ hả? Đau cổ đúng không? Mà khám bằng cái mặt mà đúng không? Ừ, để cái cổ đó đi, khám chụp hình xong đi. Sao đâu, đau cổ mới chết đâu được lâu. Ờ, cười bằng cái miệng mà, lúc sau đây nè, chuẩn bị nè. Này, canh nè, nha. Rồi, canh nè nha, đang lấy nè. Em, có lấy cái đầu không? Hả? Phải lấy chứ chị. Chụp hình có lấy cái đầu không? Lấy chứ. Canh nha, nè, hai. Ý máy này xài sao? Trời bà ơi. Sao? Nè, bấm cái nút giữa. Ừ, bấm nút giữa đi. Ừ. Anh đau lắm không anh? Đau lắm phải không? Ừ, đứng lên chụp hình đi. Không chết đâu. Không chết đâu, sợ. Trời ơi, nó cái vụ mà đau. Nè, chụp nè, canh nè, bấm cái nút giữa phải không? Dạ. 1, 2, 3, nút giữa nè. Ý, nó đặt cái hình gì quá trời đi nè. Trời ơi, cái nút giữa trong màn hình, nhưng mà cái nút này nó thoát ra rồi. À, đúng, nút hôm gì nè. Xin lỗi chế quá. Chế không có biết, chế đâu có xài bằng cái này. Lẹ cô ơi. Biết rồi, đau phải không? Đau thì chụp hình. Trời ơi, cái này mà không đẹp thì thôi nè. Ý, nè. Ý, nó ra cái mặt của chế nè em. Kỳ vậy? Trời ơi, mở camera ngược chi vậy? Đừng có bấm làm bậy bạ nha. Ô, mở camera ngược rồi hả? Không biết xài không vậy? Ráng đi anh. Trời ơi, một tấm thôi vui mà nghệ sĩ sao khó sao quá. Sao không chết. Sao cho trong TV hề ra ngoài dữ quá. Nè, chuẩn bị này nha. Nè, 1, 2, 3, nè. Nè, nè, thấy chưa? Ý, quay phim. Đây là quay phim hả? Thôi đừng có bấm tùm lum nữa nghe. Rồi đó tôi chỉnh một lần nữa thôi nha. Trời ơi, không được thì thôi nè. Hay là đấy. Em canh cái gì đau hả? Đau quá rồi. Đau cổ phải không? Biết rồi, chụp hình đi anh. Không đau cổ cũng chết đâu, rồi. Sao đâu anh. Nè, dễ thương nè. Cái tấm này đẹp nè, cái tấm này đẹp nè, cái nét này đẹp nè. Nè, đúng rồi. Đứng ngay chữ Quang Liêu chụp cho nó đẹp em. Ừ, đứng ngay cái background chữ Liêu chụp cho nó đẹp. Trên đầu mình đó, em đứng trên đầu mình nha. Ừ, đó, cái chữ Quang Liêu đứng kế bên em nha. Rồi. Trời ơi, dễ thương quá nè. 1 2 3 là ra này nha. Nha. 1, 2, 3. Ý, hết pin rồi. Sao, nghỉ chụp đi. Trời ơi. Chế. Tờ điện thoại chế đâu. Đi rồi, chế cười bắp nha. Bắn hả chị em. Rồi, chụp hình đi. Lên chụp hình đi. Lẹ đó cô ơi. Cái gì, đau hả? Cá mình đau quá. Đau quá phải không? Biết rồi. Ừ, nó leo lên chút xíu đi, có sao đâu. Dễ thương quá. Ý, là mặt điên đi anh. Là mặt tin á. Hả? Mặt tin á, mặt tin rồi cho đẹp.
Canh nè, canh nè, nè nha ha, y chụp dọc đi mời. Ờ đúng rồi, chụp dọc nè, đẹp hơn nè. Anh cái chân nha. Ờ rồi nè nha, nè ý anh làm mặt buồn đẹp hơn đi, làm mặt buồn đi. Buồn đi anh, buồn nè, ráng đi, ráng đi anh, buồn em vui. Đau lắm không, đau lắm không? Đau, đau phải không? Ừ đau, làm mặt buồn đi. Đau đau khổ đi, mặt buồn không đẹp đâu, mặt vui đi, vui lại đi, vui trở lại, buồn thích rồi nè. Ý là mặt khùng đẹp hơn, làm mặt khùng đi. Trời ơi tôi khùng thiệt rồi đó nha. À cái gì, cái gì vậy hả? À? Vô nó khám bệnh khang tiếng tắt tiếng luôn rồi, không lo khám bệnh thì chụp hình luôn rồi. Lại lên cho tôi khám bệnh đi. Trời gì vậy trời, nghệ sĩ chữ dân. Ở trong TV thấy vui quá trời, mà sao ở ngoài dữ quá vậy? Vui con khỉ. Kinh dị quá. Tao cũng chết rồi. Trời ơi, đâu phải làm nghệ sĩ muốn chửi ai chửi trời. Nghệ sĩ á hả? Trời nghệ sĩ tôi sợ không? Dễ sợ luôn á. Em ơi. Anh. Giờ em tuyên bố với anh luôn nha. Em hết thần tượng anh luôn á. Trời ơi, ghê quá, không dữ quá. Vậy đi. Yên tâm, lát chịu nhiều chỉ chuyển cho phòng em. Chuyển phòng em nha. Ờ. Chích nó nhỏng bên luôn. Nãy lụng thôi, giờ nhỏng là đẳng cấp lắm. Rồi, khám phải không? Từ từ, đơn giản thôi, kêu người đưa cho khám, làm thế ghê. Trời ơi, vô phòng số 8 đóng tiền cho tôi nha. Ừ. Alo, tèo em hả? Tèo em ra đây gì vậy, nói nghe nè con. Dạ, dạ. Có chí tài, có chí tài thần tượng mình ra chụp hình, ngu quá. Dạ, chí tài thần tượng mình đó. Ai? Chí tài thần tượng mình nè. Chết cha, cái gì vậy? Chí tài! Gì vậy? Chí tài! Chỗ con trời điên nó làm gì hết trời. Cái này ghê vậy cô. Trời sao cái mặt anh thu hút vậy? Cái gì? Nó làm gì? Trời ơi nó kéo đồng bộ. Cái gì nữa vậy? Bị gì vậy? Tại sao tôi biết được, nó nhìn cái mặt. Ai vậy? Trời ơi trời, nó không biết ai mà nó làm thế ghê. Chí Tài. Là ai? Chí Tài á. Diễn hài hả? Ờ. Tao thích cải lương. Vô điên à. Tào lao thiệt. Má chụp hình đi. Thôi. Má chụp hình đi. Quỷ. Thôi rồi, chụp hình. Má chụp hình đi. Chú Chí Tài, con chụp chú nữa mà chú Chí Tài. Chú ơi chụp. Ừ, chụp ai, nữa má chụp hình đi, má chụp hình nè. Hai, ba. Má chụp hình nè. Con chú Chí Tài. Mà che mặt ta chứ kêu chụp hình, con điên. Dạ con xin lỗi chú. Che mặt ta chụp chụp hình được. Rồi chụp hình đi nè. Chí Tài. Ê hết điên luôn rồi. Trời ơi. Thôi đưa vô khám đi. Trời ơi. Khám đi. Rồi. Đi vô khám. Đi vô khám nè. Đi đường này vô nè. Dạ chú Chí Tài. Dạ con chụp hoài. Khám đi, khám dịch vụ lẹ lắm chú. Dạ ở đó có nhiều người hâm mộ chú lắm. Dạ. Làm hết hồn tưởng đâu là thanh tra xuống không à. Chụp hình á. Dạ 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 chú, dạ chú. Cái bệnh viện này riết rối loạn hết trơn rồi, kinh dị dễ sợ luôn á. Dễ dễ dễ. Cái gì nữa? Giờ tới em. Trời ơi sao mà bận đầm luôn nè bà. Dạ không phải, tại vì em đi toilet hoài nên bận đầm dán lên cho nó tiện. Trời ơi kinh dị thiệt luôn á. Bây giờ trời ơi ta... nhìn mà giống như con cốc chữa vậy. Kệ em đi, bây giờ cái bệnh em nó nặng lắm rồi, cho em khám đi chứ. Rồi bây giờ nè là số mấy? Em số 4. Số 4 phải không? Ừ. Nãy giờ kêu qua rồi. Qua tới số 1 em ơi, hút rồi. Ôi mới đi toilet chút xíu làm gì hút. Ai biểu kỹ quá chị. Chứ bây giờ cho chừng nào mới tới số của em. Lấy số mới đi. Giờ lấy số mới là số mấy? Em số mấy? Dạ số 4. Giờ nó qua tới số 1 phải không? Rồi lấy số 41 nha. Trời. Trời ơi, bây giờ từ số 4 lên 41 tôi phải chờ mấy chục số nữa hả? Trời ơi, ngược ngạo thì nó đi từ số 41 xong là hết rồi, dòng là số cao nhất là 41 trở xuống vậy thôi. Là đúng vậy. À là cái số 41 là bắt đầu lại phải không? Ờ. Rồi, tôi lấy số 41. 41 nha. À. Rồi, giờ quỷ số 4 chưa? Rồi, quỷ số 4. Chắc quỷ chưa? Rồi. Nói đi, nói. Quỷ số 4. Quỷ số 4 phải không? À. Rồi, ok, ngồi, rồi. Chị Liêm, nó quỷ số 4 này vô liền đi chị. Ờ, dạ, dạ, chị lấy số 4 vô liền giùm em đi. Ừ. Dạ. Cho tự nhiên kia tôi quỷ số 4. Thôi em ở đây. Mày đó. Chắc chắn là không có khách phải không? Dạ. Tao tới là mày phải tiếp đón tao liền phải không? Em tiếp chị liền luôn á chị. Tại sao tao tới rồi mà không tiếp đón trời tao? Trời em tới là em tiếp liền chị. Tao đang đứng trong này mà tại sao không tiếp tao? Chị á chị, trời ơi sao vô nãy giờ rồi không chịu nói, nên tao cướp máy điện thoại anh ta. Cướp cái gì? Làm gì? Tốn tiền. Bắt máy lên. Tao thích như vậy đó. Hả? Tao giàu mà. Dạ. Ủa? Sao? Ở trong bệnh viện tại sao còn người như vậy thì sao mà đón tiếp tao được chứ? Chị ơi chị, nó nghe nè, nghe tít tít không nghe gì hết trơn. Gì mày nghe cái gì? Nghe tít tít trong này. Là hết tiền mẹ nó rồi. Ở trời ơi, sao nói giàu quá. Chế, trời.
Chị Liêm. Cái gì? Trời ơi, em không ngờ càng ngày thời trang chị càng đẳng cấp nha. Em thích chị ghê luôn á, nhìn từ xa em biết tụi chị đoàn xiếc về đó. Chị là chị giận Cưng lắm đó nha Cưng, mày xích ra cái coi. Chị nãy giờ em ngưỡng mộ chị quá, em nhìn chị hoài luôn. Chị, em nói cái điều thầm kín này cái thôi. Nói đi. Em nhìn mặt chị muốn đi toilet nữa. Trời ơi, vô duyên vậy, đàn ông kỳ cục à. Dẫn dẫn đó chị, thằng này nó kỳ, nãy giờ nó chửi em quá trời luôn á. Hứa được không à? Sao chị, bây giờ nó nghe nè, vô đi làm gì vậy? Tao tới, tao bắn vốn mày chứ làm cái gì? Ủa, tụi em sửa cho chị đẹp lắm mà. Đẹp cái gì mà đẹp? Cho em coi con mắt coi, đẹp không nè. Nè, con mắt của tao nè. Hai. Ủa, sao mắt mà nó cắt dữ vậy chị? Mày nghĩ sao vậy? Tao kiểu bác sĩ là cắt cho tao 2 mí, nó cắt sao thành 7 mí. Trời ơi. Bây giờ mắt tao mở trận trừng như vậy nè, ban ngày cũng như ban đêm tao không biết ngủ là cái gì hết á. Trời ơi, tội nghiệp ghê. Không mà không sao chị ơi, nhiều khi ngủ gian trộm không dám vô, tưởng mình còn thức á. Thức cái mụ nội mày à. Ăn trộm nó vô thấy mắt tao mở vậy nè, tưởng tao còn thức, lấy dao đâm tao loài ruột thì sao à. Bởi vậy thầy bói ngày xưa nó bói cho tao mà tao đâu có tin. Bây giờ tao tin rồi. Không nói gì chị. Nó nói tao nửa chết không nhắm mắt. Vậy thì làm sao mà nhắm được? Xin lỗi chị, em đâu có biết đâu. Trời, thôi giờ mà hư con mắt vậy, xui, bỏ. Mình xui, mình bỏ đó chị. Mình xui mà. Ba xui không vấn đề gì, bỏ. Nhưng mà em được mũi sữa đẹp. Đẹp cái mũ đội mày. Chửi nữa. Tao biểu nó nhát sụn như cho tao. Nó nhát sao cái lỗ mũi tao giờ như 2 ống cống. Rất nha, không sao đâu chị. Nhưng mà em thấy được cái không có bị sổ mũi. Mỗi lần mình thở ra nó ra như cái máng xối vậy đó. Đã lắm, thở một phát ra hết không có sói cái mụ nội mày cái sói. Sửa xấu cho tao rồi mày đính chính vậy đó hả? Bỏ đi, coi như mình xui ha. Mình xui bỏ mũi đi. Bỏ mũi xui mà, đâu có sao đâu chị. Được cái mồi, trời mồi mà bơm đã dễ sợ, nhìn đẹp mồi. Đã cái mụ nội mày. Tao chửi hoài. Tao bị bác sĩ á, bơm cho tao cái môi mọng Nó bơm sao thành cái con bò mọng Cứng nhắc kìa. Nói không được, ăn không được. Nhìn thịt bò bít tết thèm thấy mụ nội luôn. Không ăn được phải làm sao? Bỏ vô máy xay nhuyễn lên sinh tố rồi hút rột. Trời đất ơi, ăn bò bít tết xay nhuyễn ra hút hả trời. Cô ơi, sao cái số kiếp gì cực khổ như chị? Hôm xin lỗi đem vô đền bù này cho chị. Xin lỗi cái gì? Bữa nay tao đến đây tao hỏi mày một câu thôi. Dạ sao chị? Cái thằng bác sĩ mà sửa sắc đẹp của tao đâu rồi? Kêu nó ra đây. Dạ nó bị treo bằng rồi. Trời đất ơi, nó lựa cái thằng treo bằng mà nó sửa sắc đẹp cho tao. Mày làm vậy mày có được không? Cả cái bệnh viện gì mà ăn thì có được không? Dạ không được thôi, giờ em đền lại chị chứ chị biết làm sao giờ. Bây giờ mày phải đền cho tao. Nhưng mà em đền em biết đền cái gì? Bác sĩ sửa cho với em sửa đâu mà em đền cái gì? Mày phải sửa cái khác cho tao. Sửa cái gì? Hả? Ủa còn ý định sửa bệnh viện em hả? Còn chứ, một năm mà không có dao kéo mà đục mổ trong người của tao là tao chết sướng hơn. Dạ. Bây giờ mày nghe lời tao, coi như phần cổ trở lên, bỏ. Đúng rồi, bấy à. Từ cổ trở xuống, sửa. Thầy, bây giờ triệt lông chưa chị? Có lông đâu mà triệt. Bây giờ, làm ngực nha. Bây giờ có cái dạng mà king size á chị. King size là sao? Trời ơi, nó nhét cỡ nào cũng được á chị. Được, mày sửa ngực cho tao. Dạ. Mày quất cặp ngực của tao sai cỡ như là cặp trái dưa hấu cũng tết vậy đó. Nghe giấy hấu giờ xưa rồi, về tụi chơi sai nón bảo hiểm cơ mà. Sai nón bảo hiểm quất luôn. Quất luôn nha chị. Nè, hả? Chị nói cho Cưng nghe. Giảm giá chị nha. Chị tới đây biết bao nhiêu lần rồi, tại sao cơ không giảm giá cho chị? Giới thiệu người rồi. Hôm nay chị giới thiệu em với chị. Cho em biết rồi chưa, em của chị mà tới cái bệnh viện này sửa sắc đẹp là coi như là bệnh viện của em lên luôn. Sao vậy? Bởi vì em chị là ai? Siêu mẫu quốc tế. Siêu mẫu quốc tế. Độc quyền quảng cáo các thương hiệu nổi tiếng. Trời ơi, vô rất liền đẹp đó, cho đẹp vô đẹp liền đẹp. Siêu mẫu Anthony Trúc Liên. Chị em sanh cho với chị đó. Trời ơi, sinh đôi mà sao hai cái chiều cao nó khác quá ha. Cưng ơi, xin mà lệch múi giờ đó. Chị thì xin trước giao thừa, còn em chị là xin sau giao thừa. Rồi sao giao thừa mà sao nó còn không đòn. Trời ơi, cái bệnh viện mà nó tới thui tới mò vậy trời. Chị sao mà ai vô? Gì vậy? Tháo diệp lục trên mắt chị xuống đi. Tháo cái gì? Nè, cây lục bông thú địch nè. Miệng xinh thế nó chị kỳ cục quá. Chị. Trời ơi, mà nó nóng quá trời đất. Trời ơi, mở máy lạnh lên coi nực quá trời. Dạ, bệnh viện em, là xài vàng lạnh của siêu thị đó mà chưa được cho chị, tại chị mở quá xong rồi. Chị, ủa vậy là siêu mẫu hả? Ừ, nói nghe nè Cưng. Vậy làm siêu mẫu quảng cáo gì vậy? Quảng cáo áo mưa em bé. Nói nghe nè Cưng, ở bệnh viện Cưng có cái dịch vụ nào mà sửa cho vui không? Sửa gì mà vui vui đó. Dạ. Hỏi câu trí tuệ em mà sửa vui vui không biết đường sửa luôn á. Nói nghe nè, biết sao không? Chị thích sửa lắm. Dạ. Nhưng mà chị sợ dao kéo đụng vô người nó đau. Dạ. Cho nên chị không có dám. Dạ. Ừ, thì chị sợ như vậy đó. Không dám vô bệnh viện sửa làm gì?
bởi vậy nhưng mà chị thích sữa. Chị không, chị xin chồng chị 2,000 đô sữa cái lỗ mũi nha. Mà vậy nó không mà... cho chứ gì. Bởi vì đàn ông là vậy đó, khi mà mình xin tìm đi sữa sắc đẹp đó, thôi thôi thôi, đừng để nhân tạo cái gì, thiên nhiên tự nhiên vẫn hơn. Tới hồi mình lén nó đi sữa rồi về đó, trời ơi em sữa đẹp quá, biết vậy là cho tiền sữa lâu rồi đó. Trời ơi, vậy chị không cho em đâu có tốt chị. Chứ sao? Đằng này em xin 2,000 mà nó dùng cái mặt em 100,000. Nó sửa cái mặt bà đi, sửa không hết tiền mà đừng có lấy cái mặt bà về đây. Đúng không? Đúng không? Để em nghĩ coi. Trời ơi, 100,000 đô là bao nhiêu? 2 tỷ. Đúng rồi. Làm sao sửa sắc đẹp 2 tỷ được? Rồi sao? Mà chị suy nghĩ ra một cái cách. Trời ơi, chị thông minh, chị khôn ngoan lắm. Bây giờ em sửa cái mặt chị xấu như con chó đi. Trời, cái này cũng hại não lắm chị. Không có ai mà vô bệnh viện mà yêu cầu sửa được xấu như con chó. Trời ơi, em biết không, xấu như con chó. Sau đó mình mới sửa đi, sửa lại cho nó đẹp, mới hết tiền mới được về nhà, hiểu chưa? Chị thông minh quá. Trời ơi, thì em thấy chị đeo bông trên đầu là em thấy là nó đè não chị quá. Mà chị vẫn còn thông minh. Rất là thích, em thích mấy người chị, sửa liền nha. Khoan, nhưng mà sửa cái gì? Bây giờ đau đớn không biết cắt cái gì thì sửa mai trước đi. Ừ, chị chịu. Y như mỏng được. Dạ. Sao vậy? Chị có mấy người bạn đó, mới đầu sửa đẹp lắm, đen đẹp, vài tháng sau nó nổi xanh lè luôn. Đó, giống như 2 cái ly lông má để mặt vậy đó. Chị yên tâm đi, bên em xin vĩnh cửu chị ơi. Vĩnh cửu là sao? Trời, giống như mình nói không phải xui nha. Bây giờ sử dụng mà xăm xăm mà lỡ ra đường, vừa ra đường cái xe hàng cán nát gì ra nha. Cái chôn chị lợi, trời ơi, 4 năm sau bọc mồ ra cái gì rã rã, 2 lông mày còn nguyên à. Ôi em làm gì, em ướp phọc môn em xăm phong mày mà. Ôi chị thích quá, người ta nói là cọp chết để da, chị chết để lại hạ cái cặp chân mày. Đúng rồi. Sửa liền. Sửa liền nha. Sửa rồi, liền. Rồi rồi rồi, tụi bay ơi, tèo em ra dắt khách vô giùm 17 con ơi. Trời ơi, khách VIP nha. Dạ, vô. Giới thiệu liền. Đây, giới thiệu với 2 con nha. Thằng Thành đâu, ra dì 7 đi. Dạ, con đây nè, nha, giới thiệu nha. Đây là chị... chị là chị Liêm. Liền. Chị Liên. À, hôm nay là chị Liêm, chị tới đây là để chị sửa. Nhưng mà chị tới đây chị muốn giảm giá cho nên chị mới giới thiệu chị Liên tới đây. Mà Liên là em của chị. Liên tới đây là Liên cũng sửa, nhưng mà Liên phải có Liên đi theo thì Liên mới sửa. Mà Liên thì muốn sửa là phải giảm giá thì Liên phải dẫn Liên đi theo. Cho nên bắt buộc là Liên phải dẫn Liên đi theo. Mà Liên thì phải đi theo Liên thì mới sửa được. Hiểu không? Trời ơi, giờ hai cái mặt tụi nó đơ, nó ngu, làm sao chị vậy, nói dài dòng làm thì sao nói sao cho nó hiểu đi. Ý là chị này là chị Liêm. Là chị của chị. Chị là chị Liên. Mà chị Liêm á, thì tới đây á, chị sửa ngực. M sửa N ha. Liêm tới M sửa N là ngực ha. Còn chị là Liên ha, là N. Mà chị sửa mài là M. Hiểu không? Dễ hiểu. M sửa N, N sửa M đó. Liêm nó nghe nè chị, thật ra là em nhìn cái mặt nó ngu hơn hồi nãy rồi đó. Chị chờ chị dễ thích đơn giản. Không, đây để em nói cho. Tại hai chị tên rất là khó nhớ, là Liêm với Liên nó hay dễ lộn. Đúng rồi. Để em giải thích lại cho dễ hiểu nha. Bây giờ Liêm với Liên không nói được thì mình nói M với N đi ha. Đúng rồi. Ví dụ như là Liêm này ha. Đây là chị Liêm, Liêm là M. Liêm là M ha. Liêm là M là sửa ngực, ngực là N, đúng không? Là M sửa N. Còn bên kia là Liên là N sửa ngực, mai là M. Có nghĩa là có ngực là N là M. Bình thường thì M nó là M, nhưng mà bây giờ là M không phải là M nha, M là N. Đó, N là ra M. Khi M sửa M thì cái là cái gì? Cha động kinh luôn hả ta? Hồi nãy nữa kìa. Ok, đi vô phòng khám thì tự động biết sửa à. Bây giờ sửa được không? Lên cô. Dạ. Ô quá, làm đi tám gì mày? Dạ. Bà khoan, trước khi đi cho em hỏi câu tế nhị. Dạ. Hỏi đi. Ai sửa ngực, ai sửa chân mày? Trời ơi. Đi về, đi xuống. Thôi lỡ rồi, đẩy vô đi rồi. Vô, tính rồi. Bà nào? Tôi đã. Bà này. Chấp trên mạng. Đi trước đi. Trời ơi, thiệt tình. Sửa sắc đẹp á mà làm khó khăn quá. Đã sửa sắc đẹp là bất chấp sinh mạng. Rồi. Chị. Trời ơi, nói nữa nè trời. Xong rồi đó, bây giờ chắc chắn là tới em luôn rồi đó, đúng không? Số mấy? Số 41. Hết số rồi, bây giờ chắc chắn tới em, đúng không? Thì tới... Tôi chưa. Chú khám chưa? Tới tôi chưa? Chú khám chưa? Chưa. Vậy vô khám đi. Ô chú. Hả? Chú tới sao con? Mà nãy giờ con đợi lâu lắm mà tới cái số của con là tới con khám, đúng không chú? Nó tới số rồi, khám nó trước đi. Chú nó nghe nè. Chú khám đi. Gì kỳ vậy? Ủa mà chú nhường rồi mà. Thì đúng, chú nhường là để chú khám trước đó em. Không mà... lẽ em không nhường được cho một người già sao? Vậy bé bật đầm. Why not? Lần này em không đi toilet nữa. Ráng tím lại ngồi đại luôn. Dạ, mời chú ngồi. Dạ, cho tôi khám. Rồi, bệnh gì? Dạ, không có bệnh. Đau gì?
Không có đau. Đóng 100 ngàn vô phòng số 8, đi về. Ủa kỳ vậy? Chứ vô bệnh viện không, bệnh không đau vô làm gì ông nội? Không có bệnh, không có đau. Rồi khám cái gì? Ngứa. Trời đất, ứa ngứa nhà gãi vô bệnh viện chi vô trời. Trời ơi, ngứa quá chịu không nổi, ngứa mà tới nổi máu nó ướt áo luôn nè. Trời ơi, quá đáng nói, sậm sưng quá, bây giờ ngứa làm sao? Ngứa chỗ nào nói ra chị đi nè, mắt, mỏ, miệng, mông, mình, má, mũi, ngứa chỗ nào nói. Chỗ nào có da có thịt nó ngứa à? Trời ơi, này chắc bị lậu hay giang mai gì mới gãi cỡ này á thiệt á. Ngứa gì mà toàn thân cái ghê chứ sợ. Ngứa toàn thân là sao? Ngứa phải không? Rồi cho trị liền luôn, rất là đơn giản. Đâu? Rồi thôi, tưởng cái gì chứ ngứa là phải không? Khám rồi gì? Bây giờ là khám bình thường là phòng số 8 đóng 100 ngàn, giờ khám tôi đóng 50 ngàn thôi, cầm cái này nha. Về nhà gãi, một lần gãi 3 cái, mỗi ngày gãi 3 lần, đừng gãi nhiều quá nó phạm thuốc nha. Trời ơi, cái này gãi ngày 3 lần thôi hả? Ừ. Trời ơi, gãi cái này thì kích thích nó ngứa dữ nữa. Ừ, đi nhanh đi chứ thôi tôi ngứa đó. Bây giờ tôi vô phòng tôi khám bác sĩ à. Khám bác sĩ, khám tôi. Khám bác sĩ. Nhiều. Nhớ nha, không khám nhớ nha. Các bác sĩ nha, chăm hàng á, cho gãi không chịu gãi. Tôi gửi hai bác sĩ. Ghét à. Rồi tôi vô phòng số mấy? Phòng số 8, đi đi. Số 8 hả cô? Đóng 100 ngàn, đi. Rồi. Số 8 ở đâu? Nè, hỏi ai này nè. Số 8 ở đâu cậu? Chú vô đây còn chỉ cho, chú kiếm phòng số 8 không? À. Đi thẳng quẹo phải. Dạ, thẳng quẹo phải hả? Đúng rồi. Thẳng đâu, quẹo đâu? Thì bây giờ cái phòng số 8 đúng không chú? Ờ. Chú đi thẳng quẹo trái. Nó có một bài một thôi đó. Chắc kỹ. Đi về phải, đi thẳng về trái là sao? Dạ thì bây giờ chú lên xe đi, con chở chú đi, con lấy chú 30 thôi. Tới phòng luôn. Mày nói gì á? Khi giờ chưa có xong gì hết mà đòi lấy 30, chú qua đây con lấy chú 20 thôi. Trời ơi, mày lại chơi phá giá. Ê mày chơi phá giá mày. Rồi sao? Chú qua đây con lấy chú 10 ngàn. Đó, nó xuống từ từ, cái gì có cạnh tranh nó xuống từ từ. Qua đây con đẩy con không lấy tiền. Trời ơi, thấy chưa? Nó chơi bước gân luôn rồi. Đó, vậy là có lợi cho dân nè. Chú qua đây con đẩy chú xong, vô tới phòng đi ra cho cái xe luôn. Tưởng gì cho xe này chi ông nội? Chú qua đây con cho chú chiếc xe, cho chú chai nước suối, cho chú tiền đi xe ôm về nhà luôn. Ê mày giàu mày. Tao chơi bút gân với mày nè, luôn. Nè, hai tụi bay làm ăn cho đàng hoàng nha. Một lát bác sĩ chính mà trực là chết. Tao trực thì tụi bay mới làm cái trò này được nha. Đừng làm riết nó lố nha, nha. Bây giờ sao? Sáng trợn lắm rồi đó. Rồi chú, giờ tôi đi cho hai người luôn đi. Dạ. Rồi. Khỏi mắc công. Rồi chú lên. Giờ đi sao? Đưa hai người thì mỗi chú ngồi phân nửa đi chú. Ngồi bên, dạ, người dạ, bên dạ. Hả? Dạ. Rồi, chết tôi à. Không sao đâu chú, rồi chú cứ lên đi. Rồi trời chú. Ơi, ghê. Đi đâu? Rồi. Mày quẹo trái phải không? Bây giờ tao quẹo trái. Tao quẹo phải. Ê, rồi đi. Ê, mày! Bộ mẹ một hướng tay. Đây, phải. Đây, vô. Trời, kinh dị ghê vậy. Rồi, tao chắc là hết người rồi đó. Thôi bây giờ là chắc là nghỉ. Trời ơi, còn con heo cái gì nữa thiệt á. Trời đất ơi, không khám thì lát nó chửi nữa. Vậy. Trời ơi, nó không có đánh răng, trời ơi. Nó ghê thì nó đi khám bệnh mà nó dễ sợ. Vậy đi bà Bận Đam. Bận Đam. Số 41. Nhanh lên. Khám lẹ cho tao đi về. Trời ơi, bữa nay tao còn phim Kim Tan đó chưa coi nữa nè. Tôi tới số chưa? Tới số rồi. Tôi đang ở đâu đây? Đang ở đâu cái gì? Đưa giấy tờ đây lẹ đó. Dạ được khám rồi. À bên đây, bây giờ tên về. Dạ mừng quá, dạ đây. Dạ giấy tờ em. Đây, cái viết cái gì mà nó khai cái gì đây? Khai dạ. Cái gì? VCTC. À dạ. Biết rồi, viêm cổ tử cung mà. Ê! Sao kỳ? Chị. Hả? Chị đừng thấy em bận đầm muốn nói gì nói nha chị. Em không có cái đó. Khai cái gì người ta mới biết như vậy nè, chứ khai cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bệnh của người ta là viêm cầu thận cấp. Trời ơi, thì phải nói cho đàng hoàng. Cái tên như đàn bà chứ ai mà biết là cái gì. Mắc cười quá. Tên như ai đặt vậy? Ba má em đặt. Đi về đổ cái xanh đi vô khám tiếp. Bực mình dễ. Ủa? Sợ luôn hả? Ba cái bộ trường hợp như vậy. Nói là phải nói cho rõ ràng. Nam với nữ là phải nói rõ ràng. Ngày xưa cũng có một cái ông kia tên Nguyễn Châu, phải không? Nguyễn Châu thì Châu cái chữ Châu là ai biết con trai hay con gái. Đưa vô rồi xét nghiệm nói là u nang buồng trứng vô. Xẻo ra, mổ ra. Trời ơi, có cái trứng nào đâu mà thẻo trời. Phải nói cho rõ ràng. Dạ, ghi giùm em vô nam đi. Dạ. Nam phải không? Dạ. Rồi ghi N nè. Đó, N là được rồi. Ủa, N cũng là nam, nữ cũng là N vậy? Ờ ha, chị ta rồi. Ghi chữ đờ nha. Đờ là gì chị? Được đông là cố nội. Dạ. Ghi cho vừa lòng. Như vậy là chắc được rồi không? Khó khăn là mệt, dễ. Dạ. Sợ luôn, thiệt. Dạ. Tình á. Vậy bây giờ em phải sao chị? Bây giờ nè, cái. Dạ. Này là nặng lắm rồi, là phải mổ nghe chưa?
Mổ luôn hả chị? Trời ơi, không mổ cũng sao được trời. Bây giờ nè, trước tiên là tôi nói nghe chưa, là phải vô là làm vệ sinh, xong rồi nhịn đói mai mổ chưa? Dạ. Rồi, cảm này vô làm vệ sinh, vô toilet làm vệ sinh. Chị rồi đi phải vô đi mổ. Làm vệ sinh lẹ đi rồi mới có thể mổ được. Đi ngay lập tức. Tôi rất nhiều việc. Nhà vệ sinh over there. Ok, đi thẳng quẹo trái. Nhà thấy chưa, WC nhanh. Trời, nó đơn giản vậy thôi đó. Rồi xong rồi đó. Trời ơi. Trời. Trời ơi. Gì vậy trời? Trời ơi. Cháy. Cháy cho rồi. Cứu người. Cứu người đi. Bác sĩ. Cháy mẹ rồi. Cứu người đi bác sĩ ơi. Bác sĩ. Cứu người, cứu người. Ông kêu cứu nhưng ông chửi tôi vậy trời. Cứu người, cứu người, bác sĩ, cứu người. Cứu, cứu. Đâu đâu? Nè, ở đâu tuôn ra như cái xuồng vậy? Đã. Nè chú. Chú vừa vừa phải phải thôi chứ. Ít ra chú phải để tôi để cái tay lên chiếc xe. Rồi chú muốn đẩy đâu chú đẩy. Chú đi như vậy rồi người ta trừ điểm thi đua tôi làm sao? Cuối năm rồi mà. Trời ơi, bác sĩ mà danh vọng quá vậy. Danh vọng cái gì? Gì đâu mà muốn đi đâu đi vậy, bệnh viện mà, không phải cái chùa đâu. Khóm, khóm, vô đi khóm, không phải mẹ dạ con. Khóm, khóm, khóm. Khám rồi chết. Mệt ghê nha. Cái con người thì để người ta đẩy đi, người ta đẩy nhẹ nhàng vậy thôi chứ có cái gì đâu mà làm cái gì. Vô là cũng ngồi mà la la âm sầm. Mệt à. Rồi, đó, chưa ăn cho mập thay vô ta đẩy không được hả? Chưa khóm mà lên. Làm cái gì mà la dữ vậy? Đúng rồi bà xui dữ lắm á, mới gặp á, chế tôi á thiệt. Đừng có nói cường đúng. Ghi sổ, ghi sổ góp ý chết mình. Chết cha quá. Không có quay phim mà Dolly quá vậy. Dolly cái gì mà. Sổ góp ý đâu, sổ góp ý đâu. Thấy chưa, tao nói rồi mà. Sổ góp ý đâu. Hết rồi. Lại cũng mời đây. Xin lỗi nha, vừa đem ra cũng hết luôn rồi. Trời ơi, sổ góp ý mà làm như chuyện Doraemon bán chạo quá. Rồi sao? Rồi sao? Cái sổ góp ý bệnh viện này nó là như vậy đó rồi. Rồi sao? Rồi sao? Rồi. Mày vô khám cái gì nói lẹ đi nè. Không bệnh, không bệnh. Bệnh ở đâu, bị cái gì? Cái gì vậy trời? Bây giờ đau. À, đây ha. Đâu? Đây, đâu? Đấy. Ô vị. Chỉ cái gì mà ngay đó ai mà dám rờ thiệt. Đâu, đây phải không? Đúng rồi. Rồi, đây là ruột thừa đó, đi. Không, đau bao tử. Không, đây là ruột thừa, đừng có cãi tôi. Đau bao tử. Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ? Đúng không? Anh là người gì? Anh là người gì? Việt Nam. Người Việt Nam đúng không? Rồi anh là cái người miền nào? Trung. Miền Trung đúng không? Người ta bình thường ở đây, người miền Nam ta đau bao tử ở đây, đau ruột thừa ở đây. Anh, người miền Trung, anh đau ở đây là đau bao tử nè. Miền Trung là nó phải đau trung tâm nè ông nội. Đừng có cãi tôi. Chết mẹ, bệnh lý mà theo địa lý luôn rồi. Trời chế hay thiệt luôn á chế. Nó phải có cái lý luận khoa học của nó. Nói chuyện là phải có logic. Rồi kiếm bác sĩ tóc tóc mổ đi. Rồi yên tâm mổ liền nghe chứ. Thôi cái này nó bể ra là chết nha. Bác sĩ tóc tóc. Bác sĩ Trí. Bác sĩ Trí khám dễ thương. Bác sĩ Trí hả? Ừ. Tốt không? Tốt lắm à. Nói chung là khám bình quân khoảng 4 người chết người thôi. Khoan, khoan. Cái gì? What's up, baby? 4 người chết người. Ừ, sáng tới giờ ông đó ông mổ mấy người rồi? Khoảng 3 người rồi đó. 3 người đó tình trạng như thế nào? Khỏe mạnh lành lặn đi về. Bác là người tới số rồi đó. Bác số 4. Đi vô khám. Khoan. Sao vậy? Mổ cũng chết. Mà không mổ cũng chết. Thôi đừng mổ, để chết tự nhiên đi. Ai mà chết tự nhiên khó coi lắm. Trời ơi, nó bể ra ruột, nó lòng thầm kỳ, nó khó chôn. Mà cái thứ này chôn biết mua hòm gì luôn á. Khoan, đợi chứ. Trời ơi, bác ơi, bác lẹ đi chứ. Người đợi chút đi. Người ta đông nhiều lắm. Bệnh nhân trời lắm ơi, nó sao trời. Mệt ghê thiệt. Alo. Em hả? Anh không còn sống trên đời này bao lâu nữa đâu. Cái gì vậy trời? Gì nữa vậy? Chỉ còn về giây phút nữa rời xa rồi. Anh xin nói thật với em, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Trời, giống quỷ ghê vậy. Nhưng tháng vừa rồi anh có đi uống bia ôm. Anh xin thề, không gì có thể ngăn cách đôi ta. Tình yêu của anh đối với em là ma mỡ, không ai có thể ngăn cách. Hết tiền rồi, viễn thông đã chia cách đôi ta. Trời ơi. Em đẩy vô phòng bác sĩ Trí liền ngay lập tức. Đưa cái giấy này. Đưa cái giấy kia cho em luôn. Đây nè, đây là giấy hiến xác, bác có cần không? Sao không, không, để xác cho gia đình. Còn có nấm mồ thám hương. Ừ, đi đó, đi vô đi. Không, không hiến đâu. Không hiến hả? Hiến thôi, đẩy cho đàng hoàng nha em. Đẩy cho chân nặng lồi. Đẩy cho chân lồi ruột ra. Khoan, dừng lại. Cái gì?
Nam chục cần sự nhẹ nhàng. À trời ơi, xong chiều đưa sớm. Dạ, đây bác ơi, con đẩy bác vô đây nha. Dạ, dễ thương không? Quá đáng yêu. Trời ơi, khoan đi trời ơi, con chờ con xíu. Méo lệch tùm lum vậy. Méo lệch tùm lum, chị phụ em sửa lại cái chị ơi. Bản buông gì đâu, tôi nói cho bác nghe. Dạ, khổ. Bác phải hiểu một cái chuyện là khi vào cái bệnh viện, người ta luôn luôn có những cái biểu ngữ như thế này, hiểu không? Đúng rồi. Đó là cái sự tôn trọng khách hàng. Thì bác cứ ngồi yên, bác để cho con sửa lại xíu, không có gì hết trơn. Đơn giản như đang giỡn. Đừng có ngồi đó mà làm la rồi sùm trời đất, bực mình ghê. Giảng lại nha. Vô lộn bệnh viện thú y đâu. Thú y cái gì? Ngộ ghê. Xong rồi đó. Rồi. Nói chung là vậy thôi. Rồi, vô kia. Lung quăng liêu không niềm nở. Thôi đừng có nói nhiều quá. Xong. Như vậy là xong rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đi khám bệnh mà có cảm giác như đi là hỗ trợ vậy. Trời ơi. Chen lấn quá trời luôn. Trời ơi, thì cái bệnh viện thì coi như mình khám tổng quát thôi, đâu có cái gì đâu. Để ta định bệnh cái gì? Có cái kết quả nó sao đọc không ra, chữ bác sĩ đọc không ra luôn á. Tôi ghét mấy cái người mà nó đọc cũng ra chữ bác sĩ lắm. Đọc ra được chữ bác sĩ thì đi làm bác sĩ luôn đi. Người ta phải bác sĩ, ta viết cái chữ, ta cho chuyên môn, người ta đọc mới biết đường. Người ta trao thuốc, cho mua thuốc ở ngoài, tiền đâu bán. Ngộ ghê vậy thiệt. Tôi bình tĩnh. Vô ta định bệnh cho nè, biết cái gì vậy trời. Đây nè, hả? BT. Dạ. Rồi thôi biết rồi, bó tay. Thôi chúc mừng nha, anh bị ung thư vú rồi đó. Rồi. Trời trời. Tự nhiên mà mắc mà tự nhiên bị ung thư vú là sao? Trời ơi, phải tưởng tượng một cái điều này nghe. Nó là một cái chuyện nó tới bất ngờ đó anh ơi. Nó mờ dần là nó bị ung thư vú rồi. Thôi bây giờ anh yên tâm đi, anh cũng còn thời gian nhiều lắm. Anh sống được còn khoảng tuần mà. Trời ơi. Từ mắc qua ung thư vú mà sống được con tuần. Trời ơi, nghiệt ngã. Cuộc đời tôi nghiệt ngã, đường đường là một đấng nam nhi, giàu sanh ra tử, mà cuối cùng chết vì bệnh nhũ bông. Cái gì vậy trời, ồn thấy sợ gì luôn. Nó vậy? Một mình trong này ông náo nguyên cái bệnh viện luôn á, thiệt á. Tại sao tôi bị chết vì bệnh nhũ bông? Cái gì đâu làm gì có. Ghi đi nè, BT bó tay bị ung thư vú mà la sùm trời ơi trời. Chị ơi, cái này em ghi. Cái gì? BT này là bình thường. Cái gì hả baby? BT bình thường, em kêu bình thường mà. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao tôi bình thường mà kêu bó tay? Tại sao? Sao bình thường bữa kia mình ghi bó BT là bó tay? Em ghi bó tay thì chỉ bê phở, phải bê này đâu. Trời bê phở là giết cái tủ tiên má ơi. Mày học chính tả hơn nước nào mà bê phở. Bó tay con điên kia. Viện trưởng đâu? Viện trưởng tôi làm gì cái viện trưởng? Viện trưởng đâu tôi quậy bệnh viện này nè. Viện trưởng đâu? Sao? Trời ơi, cái bệnh viện nó dễ thương gì đâu á, biết tôi sợ đau. Trời ơi, làm tiêu mài mà tôi chụp thuốc mê làm tôi hôn mê sâu luôn vậy đó. Dễ thương không chị? Chị đứng dậy mình đi về đây, nè. Đi về đi chị, trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao mà cái người không được bình thường vậy nè. Thôi, mới mổ. Lên xe. Trời đất ơi. Mới mổ không đi được. Ai để hai cái nón bảo hiểm lên đây vậy trời? Trời đất ơi, sao chị cũng đâu có làm cái này đâu. Thì nói là khiên sai mà. Sao cái gì trời ơi? Ê khoan, đây là đi nè, đây là sửa là lim, là sửa. Trời ơi, tôi sửa mai mà. Lim là mai là N là M. Mà nội cha mày, cái con bác sĩ đâu rồi? Cái con bác sĩ đâu rồi? Cái gì vậy chị? Tao kêu nó sửa ngực cho tao mà nó gây mê cho tao rồi tao không biết gì hết. Cuối cùng nó xăm chân mày cho tao. Nó xăm chân mày tao như vậy nè. Trời ơi. Còn xin giống cây thước quá vậy chị? Trong lúc tao mơ mơ màng màng tỉnh tỉnh, tao nghe nó gọi điện thoại để dạy học cho con nó. Trời ơi mày ngu quá à. Đường thẳng mà mày không biết làm thế nào hả? Mày lấy cái thước kẻ mày gạch một đường là ra đường thẳng cái gì? Má mày nè, không cần thước kẻ là một đường rẹt thành một đường thẳng đây nè. Trời ơi, Diệp chết Diệp đâu đâu? Trời ơi, tôi đâu có sửa cái này đâu, tôi đã hỏng rồi mà. Trời ơi. Cái gì nữa vậy? Chị. Vậy? Dạ chị, em cũng muốn mổ lắm rồi, em cũng nghe lời chị, em cũng ráng vô chổng em làm vệ sinh. Cái gì vậy? Mà em nói với chị là em lau hết cái toilet lầu 1, làm hết cái toilet lầu 2. Ồ. Lên tới cái toilet lầu 3, em nói thiệt chị nó thúi quá, làm không nổi chị. Trời ơi, cái chỗ đó là khoa bài tiết đó ông nội. Đi kiết lị tiêu chảy là nằm trong đó hết trơn đó. Cái gì ghê? Thì bây giờ tự nhiên người ta kia đi làm vệ sinh tự nhiên vô chào bồn cầu chứ vậy trời. Tự nhiên ai biết đâu kêu người ta kêu cầm cái này vô để làm cái gì? Ờ ha, nãy giờ em vô em suy nghĩ hoài không biết cái này để làm gì. Em ráng em suy nghĩ em kiếm cái để em cạo nãy giờ tróc men mấy cái bồn cầu. Ra xuất viện mà không đền trên dưới 30 triệu tôi còn ông đó.
gì cái đây? Trời ơi, người ta đi là phụ nữ, mình là đàn ông, mình phải biết cái lịch sử. Nghĩ sao không để ta cầm cái dao này, người ta nói ông đi cạo, trời. Ăn nói, trời ơi. Chế ơi, chế ơi, cái gì? Bây giờ người ta la sùm, bệnh nhân la sùm rồi, chế ơi. Bây giờ con mới đâu đó, con phá nè, con phá nè. Chu Min A. Cái gì nữa đây? Chu Min A. Nói gì vậy trời? Cứu chú vợ. Chu Min A. Cái gì thì vô mổ ruột thừa chưa? Nó mổ bấy ngày rồi. Mà có ruột thừa không? Không. Chứ nó là gì? Ruột non. Trời ơi, sao ruột thừa mà nó cắt lộn ruột non vậy? Đủ rồi, đủ rồi. Bao nhiêu đây là đủ rồi. Tôi gì? Không bị giữ cái gì hết trơn trời. Tôi xin giới thiệu trưởng thanh tra y tế. Hả? Yeah, đừng tố cáo của tổ chức này làm ăn bê bối quan liêu, kiếm tiền trên sinh mạng người ta. À, hôm nay các người sẽ làm bằng chứng để tôi kỷ luật cách chức bớt cho nghỉ chi hết. Đúng rồi, tôi sẽ làm bằng chứng cho. Tôi làm cho đơn tố cáo. Ừ. Còn ai nữa không? Cho tôi về với vợ tôi. Ai làm bằng chứng luôn đây? Viết đơn tố cáo đi. Cái gì? Còn tôi nữa. Còn kìa. Gì ông nội này nữa ra vậy? Anh gì bị con về rồi mà. Hai cái thằng quỷ này nè. Anh bị gì? Nó nói chữa tôi, dẫn tôi vô cái phòng số 8 để mà chữa đau họng. Nó nói là trước khi vô nó dẫn lại gặp một số khán giả ái mộ tôi. Ở đâu? Nó dẫn vô cái phòng tôi nhìn thấy khán giả sao nằm yên không ai nhúng nhích hết trơn á. Ngủ hả? Ngủ hả? Hả? Bị ngủ hả? Không phải. Chứ gì? Nhà xác. Trời ơi. Trời ơi, vậy tôi trời. Chủ quán ơi. Dạ. Chà, chà. Cái gì vậy? Sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô, sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô, cũng mắt kiến đèn nha. Ô, cũng cái cặp này nha. Ô, có thêm cái áo vest nữa nha. Chắc chùm là chùm cuối luôn nè. Cái này, có quen cái anh vừa bước ra khỏi quán không? À, quen chứ. Ô, quen à. Có nghĩa là biết nhau phải không? Hẳn nhiên phải biết chứ. Thân không? Cũng thân. Thân lắm hả? À. Có nghĩa là rành nhau nhiều rồi phải không? Cũng rành anh đó lắm. Chóng mặt chưa? À, quay quần quán. À, đảo ngược vòng lại đi. À. Chóng mặt rồi thì mình đi ngược lại. À, quay quần quán, vô quán phải đi quay quần vậy đó. Ông yên tâm, sẽ không còn quay quần lâu được nữa đâu. Vậy hả? Bởi vì ông sẽ không còn quay nữa. Tại sao vậy? Ông chỉ còn cái quần thôi. Hả? Ê ý sao vậy? Hả? Ê cái gì vậy? Vô mày cùng đủ chắc mày phá tao nữa hả? Ê cái gì vậy? Hả? Không cái gì? Khoan hả? Bình tĩnh anh. Bây giờ nắm bóp giác hơi vô ngoài phải không? Hả? Đây là cái quán ăn, người ta vô đây để cho khách ăn, chứ không phải vô đây để đắm bóp giác hơi, ông cố nội. À, xin lỗi anh, tôi không phải đắm bóp giác hơi. Chứ anh là ai? Tôi dân làm ăn mà doanh nghiệp mà. Công ty tôi đối diện nhà hàng của anh nè. Chứ anh vô quán là để... Anh nói quen là quen cái anh nãy đi ra đắm bóp giác hơi đó hả? Dạ. Mỗi lần tôi mệt, anh hay vô công ty tôi đắm bóp cho tôi. Vậy anh vô đây là để... À, tôi đói bụng, tôi qua đây tôi ăn, với hơn nữa thấy cái tựa là quay quần quán dễ thương quá. Tôi nghĩ là chắc quán này cũng ấm cúng quay quần lại giống như không khí gia đình. Tôi tới tôi ăn thử coi không khí quán làm sao. Gì vậy anh? Em cắn cổ, em ngậm dành, em quỳ xuống em lại. Trời ơi, lần đầu tiên em nghe có một người khách vô đây đòi ăn mặc chưa cần phải em mời. Em xin lỗi, em không có biết. Giờ tôi đói bụng rồi. Cho tôi mượn cái thực đơn. Dạ, anh ngồi. Em lấy thực đơn cho anh. Bây giờ anh muốn ăn uống sao? Anh ăn khó khăn không? Hay em nghĩ chắc anh là chắc cũng chủ cả, ăn cũng khó khăn lắm phải không anh? Tôi ăn đơn giản lắm. Anh từ từ đi anh. Dạ, trước khi mà em đưa cái thực đơn ra, em phải phục vụ anh để em chuốc lại cái lỗi lầm của anh. Dạ, trước tiên khách vào quán chúng ta phải cởi áo ra.
Đó, cái sự cởi áo nó tính là cái sự thân thiện của cái quán này. Anh biết sao không? Để tại vì cho anh khỏe, anh mát mẻ đó, anh hiểu không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ mà khách đi về qua đây quên cái áo, cũng có cơ hội để em mang cái áo trả lại cho quý khách. Tốt quá. Cái thứ hai đó, đó là anh đi đường xá là chắc là xa xôi, anh mệt lắm rồi. Khăn lạnh đây, em sẽ giúp anh. Nó làm gì không? Chúng ta cầm khăn lạnh này rất đơn giản, ập thẳng vào mặt. Chúng ta hãy lau mặt cho nó sạch sẽ, rất là đơn giản. Lau cho sạch sẽ nha. Đầu tóc cũng rất là khó khăn, thấy không? Bụi bặm như vậy mình không lau tóc tai không được, thấy không? Đơn giản là mình phải đây. Quan trọng á là mình phải lau cổ nè, thấy không? Bao nhiêu là bụi đất, thấy không? Anh nghĩ đi, trời ơi, anh ra ngoài đường bao nhiêu là bụi, nó dơ như vậy làm sao, đúng không? Bao nhiêu là vi khuẩn vật chất không, sau đó mình lại lau vô mặt. Nè, rất là đơn giản. Đây anh, đây để em làm, anh yên tâm, anh để em làm được hết. Mặt anh là có bao nhiêu là em làm được hết. Đây tóc tai, đúng không? Rồi mình lại lau vô cổ, thấy không? Nó đơn giản không? Rồi mình lại lau vô mặt. Dạ. Cái này để em, cái đơn giản này là để em. Mát đi anh. Dạ, mát. Sau đó em mới muốn hỏi anh là bây giờ là anh là muốn là anh ngồi ở đây hay là anh ngồi phòng lạnh ạ? Thôi tôi ngồi ở đây được rồi. Anh nên vô phòng lạnh đi, phòng lạnh nó có máy lạnh thoải mái hơn nhiều. Tôi thích sân vườn, khung cảnh thiên nhiên vậy. Anh nên vào phòng lạnh nó thoải mái hơn, cái giờ trưa nắng được nó mệt lắm anh. Tại tôi thích ngồi ở đây. Ráng vô phòng lạnh đi, phòng lạnh đẹp lắm, em nói thiệt, phòng lạnh đẹp. Rồi, tôi vô phòng lạnh. Thôi ngồi đây đi anh, nói giỡn chứ máy lạnh hư rồi. Dạ, ngồi đây đi, máy lạnh nó hư rồi. Dạ, nhưng mà không sao anh. Cái phòng lạnh bình thường là máy lạnh hư, chứ cái phòng lạnh VIP của em máy lạnh vẫn còn xài tốt lắm. Rồi vô phòng đó cũng được. Dạ, cái phòng lạnh đó là em nói trước đây anh có muốn vô hay không nha. Cái phòng lạnh đó là bây giờ nó đang xài dàn lạnh của hệ thống siêu thị đó anh. Ủa quán ăn mà, tự nhiên dạ. Xài hệ thống phòng lạnh siêu thị chi vậy? Dạ, để kết hợp làm cái tủ đông luôn anh. Bỏ đồ ăn vô rồi đông đó là giữ nhiệt luôn. Rồi anh vô trong anh ngồi ăn hay lắm, vừa ngồi ăn vừa đắp mền. Ủa, đẹp lắm, giống như mùa đông Paris anh, đẹp lắm, thích lắm. À thôi, tôi nghe nói thì tôi cũng đang bệnh, thôi tôi ngồi ngoài đây được rồi. Vậy dạ, là anh ngồi ngoài đây phải không anh? Tôi ngồi ngoài đây được rồi, dạ. cậu cho dạ. Tôi ăn là được. Dạ, bây giờ anh đói rồi hả? Đói, tôi đói rồi. Dạ, dạ anh đói rồi, anh có thích hút thuốc không? Không, tôi ăn cơm thôi à, tôi không hút. Anh đi hút thuốc đi, có phòng hút thuốc mà. Tôi muốn ăn cơm thôi à. Không, có cái phòng hút thuốc ở trong. Em nói thiệt, anh muốn hút thuốc anh vô. Trời, đàn ông phải hút thuốc chứ. Mình hút điếu đi rồi mình ra mình ăn cho nó thoải mái đi. Phải hút mới ăn được. Phải hút mới ăn được. Có đàn ông có hút có điếu đâu ra được liền à. Rồi tôi vô tôi hút. Anh đợi xíu đi, em quên nữa, cái máy hút nó hư rồi. Hôm bữa nó hút mạnh quá giờ nó nghẹt luôn rồi. Để mai em kêu cái thằng rút hầm cầu ra nó hút lại cái máy đó rồi anh vô anh hút sao. Rồi cho tôi ăn đi. Dạ anh tôi, ăn. Tôi đói rồi. Anh ăn chắc cầu kỳ lắm hả? Đem giới thiệu món ăn cho anh nha. Không, tôi ăn đơn giản thôi. Cho tôi giữ cơm Dương Châu được rồi. À cơm chiên Dương Châu hả? Ừ. Nếu nói về cơm chiên Dương Châu thì quán em có rất nhiều loại cơm chiên. Đó là cơm chiên Dương Châu có hai loại, cơm chiên Dương Châu thường và cơm chiên Dương Châu VIP. Anh muốn ăn loại nào? Ủa có loại thường là VIP nữa. Dạ đúng rồi anh. Loại thường là sao? Dạ thưa anh, nếu mà nói về cơm chiên Dương Châu thường có nghĩa là cơm chiên Dương Châu được chiên theo kiểu của người Dương Châu, đó là cơm chiên Dương Châu thường. Dạ. Còn cơm chiên Dương Châu VIP đó là cái gì? Là cơm chiên Dương Châu là một cái loại cơm chiên mà thằng Dương mua cơm về con Châu chiên. Anh muốn ăn loại nào? Loại thường thôi. Dạ, anh muốn ăn của người Dương Châu đúng không? Của người Dương Châu thôi. Dạ, của người Dương Châu. Dạ, thì bây giờ anh ăn, anh có thích bỏ lạp xưởng vô không anh? Không, tôi không thích lạp xưởng, tôi không thích lạp xưởng. Không, anh nên bỏ lạp xưởng đi, có lạp xưởng nó mới ra mùi Dương Châu. Tôi không thích lạp xưởng. Dạ, anh cứ bỏ lạp xưởng, em thấy thiệt. Tại vì không có lạp xưởng nó không có ra cái mùi Dương Châu, anh hiểu không? Trời, miếng lạp xưởng đâu. Không, em xin lỗi, em quên nữa. Lạp xưởng quán em hết lâu rồi. Tại vì nó mỡ đó, mình ăn cũng... Cơm Châu Dương Châu thường khỏi lạp xưởng. Khỏi lạp xưởng. Khỏi lạp xưởng phải không? Mà anh ăn đậu Hòa Lan không? Đây đậu Hòa Lan nó cũng bùi á, béo ngon lắm, em nói thiệt. Tôi ăn cơm thường được rồi. Ăn bỏ đậu Hòa Lan vô nó ngon. Tôi nói tôi không ăn đậu Hòa Lan. Thì đúng rồi, ai ăn đậu Hòa Lan làm gì? Bỏ đậu Hòa Lan ra chứ, bỏ đậu Hòa Lan vô chiên thì không phải là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu, là con Dương mua cơm về con Châu chiên rồi đúng không? Đúng rồi, anh là đúng rồi, không bỏ đậu Hòa Lan là đúng rồi. Một giờ tôi đi họp rồi. Dạ em xin tôi đói bụng lắm rồi. Mang cái dĩa cơm ra tôi ăn. Em ăn liền. Dạ, nha. Anh yên tâm em ăn liền mà. Dạ. Nhưng mà trước khi em lấy cơm cho anh ăn thì em muốn hỏi anh là ăn khô hay ăn nhão anh? Mình chiên khô hay chiên nhão? Tôi ăn khô. Không ăn nhão nó ngon hơn. Tôi ăn khô. Không, em nói thiệt, ăn nhão ngon hơn. Con Châu nó chiên nhão nó chiên tốt hơn. Tôi thích ăn cơm Dương Châu là của người Dương Châu chiên, chứ không thích ăn cơm Dương Châu của thằng Dương mang về cho con Châu nó chiên. Anh yên tâm đi, dạ cơm chiên người Dương Châu hay là cơm chiên kia cũng là con Châu chiên hết á. Dạ. Anh yên tâm đi. Mang là dĩa cơm tôi ăn thì tôi đang đói bụng rồi. Dạ, thì mình ăn khô phải không? Tôi ăn khô. Thì nói vậy thôi chứ thực ra là do là nó nấu cơm khô thì mình ăn cơm khô, nấu cơm nhão thì mình ăn cơm nhão đâu, với chiên kiểu gì cũng vậy à. Vậy cậu nấu chi cậu mang đi, tôi đói bụng nè. Thì em lấy đây nè, em đi ra. Lấy đi. Thì em lấy cơm, anh yên tâm, anh đợi xíu. Nhưng mà em hỏi anh, mình có bỏ cái mặn không? Tôi ăn cơm Dương Châu bỏ cái mặn trong chi? Không, tại vì cái quán em là nó có cái cơm chiên Dương Châu mà có bỏ cái mặn nữa ngon lắm. Mày có điên vậy? Mày có điên không? Sao anh? Tao nói tao ăn cơm Dương Châu, mày bỏ cá mặn vô trọng thà là cơm chiên cá mặn rồi. Anh nói sao mắc cười, cơm chiên cá mặn là cơm chiên bỏ cá mặn, nó là cơm chiên cá mặn. Còn đây là cơm chiên Dương Châu có cá mặn chứ, anh nghĩ sao vậy?
nó ngon, em tư vấn anh ăn đi. Ngon. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thiệt ngon, em thiệt anh ăn. Tao ăn cơm Dương Châu. Là có cá mặn không? Không. Không phải không? Ừ. Thì đi viên rồi không có cá mặn thì mới là cơm Dương Châu, chứ có cá mặn đó là chiêu gì cá mặn. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì vô nè, em đang đi vô nè. Em đang định đi vô nè. Cứ ngồi xuống. Bình tĩnh nha. Có dĩa cơm không? Bình tĩnh nha anh. Bình tĩnh. Em ăn đúng rồi. Bình tĩnh nha. Anh ơi. Ăn canh không? Không ăn canh. Dạ. Dĩa cơm Dương Châu của người Dương Châu ra đây tôi ăn, tôi đi về. Con trâu mà nó chiên cơm khô không ăn canh là ho nữa chứ không phải không đâu. Con trâu nó chiên lửa. Nhưng nó mà lớn tôi không lắm. Cần ăn canh. Nghe lời em đi, quán có hai loại canh ngon lắm, cái canh salad với canh salad. Cái gì salad thì salad là sao? Salad có nghĩa là cái tiếng Anh, em gọi là tiếng Anh là salad, nó được nấu từ cái rau salad. Còn cái canh mà canh salad đó là nó được nấu từ một cái loại rau không phải là salad, nhưng mà tại xem gọi là salad là bởi vì nó được nấu từ rau salad son. Thì nó cái salad, cái salad vậy đó, anh ăn canh gì? Hiểu không? Có hiểu không? Quan trọng có hiểu không? Cái gì? Mày cho gì tao ăn cái đó, tao mệt lắm rồi. Mày cho tao đại cái chén canh gì mà salad gì cũng mày. Rồi với dĩa cơm tao ăn tao đi liền. Biết rồi, nói vậy thôi chứ hai món canh nó hết rồi. Giờ em cho anh ăn canh khoai mỡ nha. Bây giờ tao không ăn canh khoai mỡ nữa, tao không ăn cơm Dương Châu nữa. Tao quanh lộn với mày nè. Cái gì vậy? Tao chịu hết nổi rồi. Mày cho tao ăn không? Cái gì? Tao cho tao ăn một dĩa cơm Dương Châu thôi. Tại sao mày dằn vặt tao dữ vậy? Mày quấy quần tao dữ vậy? Tao đói bụng mà. Anh bình tĩnh. Bây giờ khách muốn quánh mày nè. Dạ thì đó, em cũng chiều anh luôn. Đó bây giờ anh muốn quánh sao? Anh muốn quánh tay đâu hay làm giờ anh muốn chơi cây hay là chơi giáo sao anh muốn quánh? Ê quánh thiệt không mày? Sáng giờ em ê quánh quánh thiệt không mày? Hả bây giờ làm sao hả? Ê bây giờ làm sao? Cây hả? Hả? Đây. Mày làm cái gì vậy? Hả? Ôi mày làm cái gì vậy? Nói mà đàn hồi. Đàn hồi cái gì? Mày tiếp khách là như vậy hả? Dạ. Mày đứng im đi. Ủa cô là chủ quán hả? Dạ thưa anh, Alibaba và 40 tên cướp ở thủ đô nước Úc xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa cô là? Dạ thưa anh, em là chủ quán và dạ, xin anh ngồi xuống và dạ, để em dạy nhân viên với em. Bây giờ cô là chủ quán. Dạ. Cô dạy lại người này. Dạ. Tôi ăn uống tôi vô đây tôi chỉ cần dĩa cơm Dương Châu à. Dạ. Mà cậu ấy nói nãy giờ nửa tiếng đồng hồ tôi chưa có cơm Dương Châu để mà tôi ăn, tôi còn phải đúng một giờ tôi về tôi họp. Dạ 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 anh ngồi xuống, anh ngồi xuống. Tại sao vậy mày hả? Khách cái ăn một dĩa cơm chiên Dương Châu thôi mà tại lý do tại làm sao mày không cho khách ăn? Chị nói rồi là em vô phải tìm hiểu kỹ, và em không tìm hiểu kỹ mỗi lần em bưng ra em lộn, em bắt em đền một năm trời lương rồi bây giờ em khổ quá em mày đã tìm hiểu kỹ rồi, khách đã kêu cơm chiên Dương Châu tức là khách sợp rồi. Thì bây giờ chị đó hỏi bây giờ hỏi cái gì? Bây giờ người ta ăn cơm chiên Dương Châu cách đơn giản là nè coi tao nè. Dạ bây giờ chị cho tôi dĩa cơm Dương Châu tôi ăn, ăn để xong là tôi đi họp. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn chị. Cơm chiên Dương Châu phải không anh? Dạ, dạ có liền cơm chiên Dương Châu ở khách e quán em. Dạ. À dạ à, dạ thưa anh, cơm chiên Dương Châu anh có ăn đậu Hòa Lan không anh? Đậu Hòa Lan người ta gọi là đậu bê tích vô á. Dạ đậu Hòa Lan anh mình thường thường ăn cơm chiên Dương Châu là tôi, có đậu Hòa Lan. Tôi ăn cơm Dương. Dạ em cơm biết chiên rồi. Dương Châu thường của người Dương Châu nấu. Dạ thưa anh, bắt buộc là cơm chiên Dương Châu phải có đậu Hòa Lan hay gọi là bê tích bò thì mới gọi là cơm chiên Dương Châu. Dạ tôi... nếu mà anh ăn cơm chiên Dương Châu mà anh không có đậu Hòa Lan thì còn như là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu nấu nữa. Nhưng mà ý thích của khách hàng. Em biết ý thích của anh được, nhưng mà làm như vậy thì cái món cơm nó sẽ không ngon, sẽ không tạo ra được là cơm chiên Dương Châu đó. Rồi rồi cho miếng đậu Hòa Lan vô. Dạ miếng đậu Hòa Lan với anh. Dạ đậu Hòa Lan làm gì có, thôi ăn đậu que đi được không anh? À dạ, dạ dạ anh à, tại vì bởi làm sao? Dạ bởi vì đậu Hòa Lan đậu que nó cũng là loại đậu. Anh đúng không anh? Dạ đúng không? Dạ dạ em lấy đậu que ăn nha. Rồi đậu que, đậu dạ, que. Dạ thưa anh, nhưng mà cơm chiên Dương Châu có hai loại anh, cơm chiên Dương Châu nhão và khô. Nếu mà anh răng thiệt thì anh nên ăn khô, còn nếu mà anh răng giả thì anh nên nhão, là bởi vì sao? Là cái hộp cơm rất là cứng nhiều khi anh ăn giả. Có cái gì tôi ăn cái đó. Vô lấy dĩa cơm Dương Châu ra tôi nhão ăn tôi đi liền. Tôi năn nỉ mấy người cho anh quen. Là cơm chiên Dương Châu là có lạp xưởng, trăm bông, xúc xích với chả lụa, và anh ăn món gì ạ? À? Cơm chiên Dương Châu thường của người Dương Châu nấu không có khỏi bỏ dăm bông khỏi đó, đó đó phải có răm bông xúc xích chả lụa thì mới gọi là Dương Châu. Có bỏ vô. Dạ bỏ vô. Bỏ vô. Dạ nhưng mà em góp ý anh quán em á lúc này ế lắm, thành ra những thức ăn nó không có tươi. Dạ nó không có tươi, thành ra nó hơi bị nó hơi bị mùi. Ông không mệt đây. Không không để tao. Không phải mày hiểu không? Tại vì đó nãy em cũng tư vấn đi chặn về cái chị chửi em là bởi vì nhưng mà giờ cuối cùng đi là thế anh cứ này nè, tại giờ à mày để tao nói chuyện khác. Không phải từ nãy giờ. Mày biết cái gì mày nói vậy? Phải, cái vấn đề là thầy nãy anh hỏi em đi giang thì em cũng trả lời giống như vậy. Dạ thôi dẹp. Hả? Quan này nên dẹp đi. Dạ không à. Dạ, bây giờ dạ. Anh bình tĩnh anh ngồi xuống. Dạ bây giờ không ăn cơm chiên cá nữa, ăn cơm chiên cá mặn nè anh. Cá tươi em ướp muối bữa giờ thành cơm cá mặn rồi anh. Được không? À nếu mà ăn cơm chiên cá phải có canh cho anh à. Đúng rồi, bây giờ canh đi. Dạ canh nha anh. Thôi bây giờ vậy đi. Dạ bà má cho con xanh. Ăn cái gì con ăn cái đó. Dạ canh. Ăn cái gì ăn cái đó. Canh có hai loại, xà lách và xà lách son. Nhưng mà anh thấy dạ.
nãy em tư vấn tới cái đoạn mày tư vấn cái gì mày tư vấn mày biết gì vậy? Đoạn anh phải mở đâu muốn giữ em phải mở sao anh mở vấn đề tại vì anh công viên các bạn là người ta phải ăn xà lách và xà lách son. Xà lách son cái gì chứ nói sai là cái xà lách với xà lách thôi không ăn xà lách. Xà lách mày ơi cái xà lách là nấu bây giờ tôi không có ăn. Cái nhà hàng này, cái quán này là quay quần quán hay là quậy quần chúng? Khách vô ăn có dĩa cơm mà nãy giờ không có dĩa cơm. Cái quán này từ đây tới cuối đời mà có một người khách nào vô ăn á, tôi còn mấy người luôn á. Không anh nghĩ sao biết vấn đề là tại vì không phải không vấn phải đề tại là... vì nó em hỏi anh nè bây giờ xà lách là xà lách, còn xà lách xô là xà lách xô, là gì có chữ sờ lết sờ tao không cho mày phát âm đúng không sai mà là ở quán là chỉ hai loại cái thôi. Xà lách là sao, xà lách là sao, xà lách khác xà lách xô là khác. Ủa mày nói vậy là sai, tao không đồng ý với mày. Tao là tao đã làm cái chữ xà lách thì cái chữ xà lách là hai chữ xà lách. Ủa khách đâu, ổn đâu rồi, ổn đâu rồi, đi đâu bộ đâu này nguyên khách. Khách ơi, khách ơi, trời ơi, đi chờ anh cho ăn mặc một cái áo nữa anh ơi, cho mày luôn. Mày đuổi khách đi như vậy, mày thấy khách đi rồi chưa? Không phải khách đi là tại chị chứ mày. Là tại mày, là tại mày, không phải cái chữ. Chị phải đàm đó cái chữ này. Tại sao chị tự lừa, mày phải làm đó là cái tao phải sao? Không phải vấn đề đàm đó. Xà lách con hay xà lách gì đó. Nó là khác, không có gì khác đâu. Cái này, xà lách là cái cây cải xà lách. Nó là trộn đồ giám đó.